Sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cách pha thuốc diệt cỏ thiên lôi. Liều lượng pha từ 120 đến 150ml trên bình 18 đến 20ml. Chai 1 lít pha được 160 đến 180ml nước, 2 chai phun được 1 hecta. Cỏ sẽ bắt đầu chết sau 7 đến 10 ngày, không gây ngộ độc tới bộ rễ của cây trồng, đặc biệt là vườn cây ăn quả. Thời gian tồn lưu thuốc ngắn ở trong đất. Pha thuốc với nước trong không vẩn đục và phun trên đất hơi ẩm, không phun trên đất ngập nước hoặc là quá khô. Nên dùng vòi chụp, tránh cây, bật vòi chế độ li ti, phun kỹ trực tiếp xúc với cây, không phun lên lá, phần thân của cây trồng, không sử dụng nước nhiễm phèn để phun, nên phun xịt ướt đều, đẫm cỏ từ ngọn tới gốc. Mỗi bình thuốc pha thêm một bát muối trắng hoặc đạm sẽ chết lưu dẫn tốt hơn. Phun tốt nhất vào giai đoạn khi mà cỏ phát triển xanh tốt, không phun khi cỏ đã ngả vàng, ra hoa, ra trái. Sau khi phun 3 đến 5 ngày, cỏ bắt đầu ngả vàng. Sau 10 ngày, bà con kiểm tra cỏ đã chết hay chưa bằng cách nhổ gốc cỏ xem bộ rễ. Thời gian cách ly từ 5 đến 7 ngày thì bà con có thể canh tác lại bình thường. Chú ý, thuốc không hiệu quả khi phun khi thời tiết lạnh có sương muối trong 4 giờ sau khi phun. Nếu có mưa sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. Bà con cần phun lại để thuốc có thể tăng hiệu quả hơn.